Đây là chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh mang đến cho quý vị những thông tin được quan tâm trong ngày. Hôm nay Chủ nhật ngày 27 tháng 11, 60 giây sẽ có những nội dung chính sau đây. Từ 1 tháng 12 sẽ có xe trung chuyển miễn phí hành khách đến bến xe miền Đông mới ở thành phố Thủ Đức. Núi lửa Villarica phun trào, chính quyền Chile ban bố cảnh báo thiên tai. Xe khách đâm xe tải trên cao tốc Nội Bài Lào Cai, 2 người tử vong và 5 người bị thương. Đối mặt với Tây Ban Nha vào 2 giờ sáng mai, tuyển Đức liệu có tránh được nguy cơ phải về nước sớm. Thưa quý vị, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố đã ghi nhận hơn 70.000 ca mắc sốt xuất huyết, tăng hơn 7 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Những tuần gần đây, trung bình mỗi ngày bệnh viện Di Đồng tiếp nhận 25 ca bệnh sốt xuất huyết, đáng chú ý là các ca bệnh nặng chiếm tỷ lệ rất cao. Chính vì thế người dân không nên chủ quan với dịch sốt xuất huyết, nhất là trong thời điểm thời tiết mưa ẩm hiện nay khiến muỗi sinh sôi rất mạnh. Nhiều người vẫn chưa hiểu đúng về căn bệnh sốt xuất huyết. Thêm vào đó, nhiều dịch bệnh xuất hiện cùng lúc khiến người dân lúng túng, chưa chủ động khám và điều trị kịp thời. Hôm nay thì có vẻ như là tổn thương gan chứ là tổn thương thận thì cũng có nhiều hơn những năm trước, thì do có thể là cái tiếp của Sylvidane hôm nay nó khác so với những năm trước. Sốt xuất huyết giai đoạn nặng thường xuất hiện khi hết sốt, tức là từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7. Lúc này bệnh nhân thường chủ quan nghĩ đã khỏi bệnh nhưng lại tiến triển nặng với các biểu hiện như đau bụng, nôn nhiều, xuất huyết. Trong những cái trường hợp mà sốt xuất huyết nhập viện thì nó vẫn chưa có hề thuyên giảm tí nào cả. Mình thấy cái tỷ lệ của nó vẫn rơi vào tầm khoảng 1/4 số ca mà phải nhập viện vì sốt xuất huyết. Thường nó rơi vào cái tầm tuổi từ 6 tuổi cho đến 15-16 tuổi. Bệnh sốt xuất huyết chưa có vaccine và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Biện pháp phòng bệnh chủ yếu là diệt mũi, diệt lăng quăng và phòng mũi đốt. Người dân trong quá trình điều trị bệnh tại nhà, khi phát hiện có dấu hiệu bệnh chuyển nặng thì cần đưa đến cơ sở y tế để được điều trị kịp thời. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa chấp thuận đề xuất của công ty cổ phần xe khách Phương Trang Futa Bus Line về việc trung chuyển miễn phí hành khách đến bến xe miền Đông mới, Thành phố Thủ Đức cho tất cả các hãng xe hoạt động tại bến. Theo đó, Futa Bus Line tổ chức trung chuyển khách từ các quận huyện ở Thành phố Hồ Chí Minh, trừ huyện Cần Giờ, đi đến bến xe miền Đông mới và ngược lại. Phương án chở khách đảm bảo thuận tiện cho hành khách, thực hiện từ ngày 1 tháng 12 đến ít nhất ngày 30 tháng 6 năm 2023. Sau khi dời từ bến xe miền Đông cũ ra bến xe miền Đông mới, khu vực trung tâm thành phố mọc lên nhiều xe dù bến cóc đón trả khách sai quy định, gây mất trật tự an toàn giao thông. Hàng loạt nhà xe ở bến xe miền Đông mới gặp khó vì không có khách. Dự án tăng cường thực thi môi trường không khói thuốc tại các điểm giao thông công cộng thông qua tăng cường thưởng phạt và sự tham gia của cộng đồng do Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đã đạt được kết quả khả quan. Theo đánh giá dự án cho thấy, thời gian qua, tình trạng hút thuốc lá tại các bến xe, bến phà, bến tàu thủy ở Thành phố Hồ Chí Minh giảm rõ rệt. Trong 2 năm 2021-2022, đội thực thi giám sát tại các bến xe, bến phà đã nhắc nhở 7.212 trường hợp về hành vi hút thuốc lá tại điểm giao thông công cộng, xử phạt 100 trường hợp vi phạm với tổng số tiền 34,5 triệu đồng. Sáng nay tại tỉnh Khánh Hòa, vùng 4 Hải quân đã bàn giao 9 ngư dân gặp nạn trên biển cho chính quyền địa phương trong niềm vui mừng của cả gia đình. Trước đó vào ngày 6 tháng 11, tàu cá QNG-90499TS do anh Nguyễn Văn Nở, 26 tuổi, quê Quảng Ngãi làm thuyền trưởng, khi đang lặn khai thác hải sản tại khu vực quần đảo Trường Sa thì gặp nạn chìm tàu. Trên tàu có 11 ngư dân, 9 người bị trôi giạt, được tàu QNG-90671TS cứu và đưa về đảo Sơn Ca. Trong đó 6 ngư dân sức khỏe bình thường, 3 ngư dân bị kiệt sức, 2 ngư dân còn lại mất tích. Đến ngày 24 tháng 11, tàu KN-421 đã cập đảo Sơn Ca chở 9 ngư dân về bờ. Sau khi cập cảng Ba Ngòi, thành phố Cam Ranh vào sáng nay, vùng 4 Hải quân đã thăm khám sức khỏe và bàn giao 9 ngư dân cho chính quyền địa phương và gia đình. Các hoạt động tìm kiếm 2 ngư dân mất tích vẫn đang được triển khai. Tối 26 tháng 11, không gian trình diễn ấn tượng của chương trình Hội An sắc màu của lụa bao trùm thành phố di sản văn hóa thế giới. Đây là một hoạt động văn hóa nghệ thuật mới được tổ chức nhằm góp phần bảo tồn và phát huy các nghề thủ công mỹ nghệ và làng nghề truyền thống. Chương trình tôn vinh nghề trồng dâu nuôi tằm và dệt lụa. Đây là nghề đặc trưng ở vùng dọc theo bờ sông Thu Bồn nói chung và Hội An Quảng Nam nói riêng. Không chỉ tái hiện hình ảnh một thương cảng Hội An sầm uất một thời, sắc màu của lụa còn tôn vinh vẻ đẹp áo dài lụa Việt Nam xưa và nay.
Qua show diễn, tôi hiểu lụa đóng vai trò rất quan trọng trong nền văn hóa của các bạn. Tôi còn thấy các sản phẩm lụa Hội An đa dạng và đẹp đến thế nào. Không gian lung linh của phố cổ, kiến trúc độc đáo của di tích cổng chùa Bà Mụ cùng với âm nhạc truyền thống đặc sắc đã mang lại cảm xúc ấn tượng khó quên. Thật sự rất tuyệt, đầy màu sắc và đưa chúng tôi đến gần hơn với văn hóa Việt Nam. Tôi rất thích và mong là có thể được thưởng thức thêm nhiều chương trình như vậy vì quá đẹp. Thành phố Hội An có kế hoạch tổ chức định kỳ chương trình này để phục vụ cộng đồng. Lễ hội hoa Tam Giác Mạch ở Hà Giang cũng chính thức được bắt đầu sau lễ khai mạc diễn ra vào tối qua. Chủ đề của năm 2022 là sức sống cao nguyên đá. Lễ hội hoa Tam Giác Mạch sẽ kéo dài cho đến hết tháng 12. Đến đây thì du khách không chỉ được thưởng ngoạn vẻ đẹp của hoa Tam Giác Mạch mà còn được tham quan khám phá những nét đẹp đặc trưng của cao nguyên đá Đồng Văn, trải nghiệm nhiều hoạt động phong phú khác. Để chuẩn bị cho lễ hội năm nay, tỉnh Hà Giang đã tổ chức trồng và chăm sóc hoa từ sớm với hàng trăm hecta hoa Tam Giác Mạch, tập trung cho hoa nở rộ nhất vào đúng thời điểm tổ chức khai mạc lễ hội. Ngay sau đây, trong mảng quốc tế, biết bơi sẽ giúp ích rất nhiều cho các trẻ em bị rối loạn phổi tự kỷ ASD. Hết Black Friday lại đến Cyber Monday, người Mỹ vẫn mạnh tay mua sắm trong thời lạm phát. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo bệnh sởi đang lan rộng tại nhiều nơi trên thế giới do tỷ lệ tiêm phòng giảm mạnh trong 2 năm COVID-19 qua. Tại Mỹ, sởi đã bùng phát trở lại ở một số bang, nhiều nhất là tại Ohio. Tất cả những trường hợp này đều là trẻ em chưa được tiêm vaccine. Đến nay, Ohio đã ghi nhận 24 ca bệnh sởi, gần một nửa phải nhập viện. Theo một nghiên cứu, 1/3 phụ huynh tại Mỹ cho biết con họ đã bỏ lỡ đợt tiêm chủng trong đợt giãn cách để phòng dịch COVID-19. Tỷ lệ tiêm phòng vaccine sởi ở một số cộng đồng đã giảm xuống, tạo khoảng cách miễn dịch ngày càng lớn. Theo WHO, gần 40 triệu trẻ em trên thế giới đã bỏ lỡ tiêm vaccine sởi trong năm 2021 do những cản trở từ dịch COVID-19. Độ bao phủ vaccine phòng sởi toàn cầu đạt mức thấp nhất từ năm 2008. Trẻ sơ sinh cần được tiêm phòng trong giai đoạn từ 12 đến 15 tháng tuổi và tiêm mũi nhắc lại lúc 4 đến 6 tuổi. Vì thế, các bậc phụ huynh nên chắc chắn rằng con mình được tiêm phòng đầy đủ. Bệnh sởi thường bắt đầu bằng triệu chứng sốt, với đặc trưng là hiện tượng phát ban. Một người nhiễm bệnh có thể truyền virus trong vòng 4 ngày trước và sau khi phát ban. Rối loạn phổi tự kỷ, viết tắt là ASD, là một khuyết tật xuất phát từ những khác biệt trong não bộ. Theo các chuyên gia, trẻ em bị rối loạn phổi tự kỷ ASD thường có rủi ro đuối nước cao hơn những đứa trẻ bình thường khác. Chính vì vậy, các chuyên gia ở Australia cho rằng việc trang bị cho các em kỹ năng bơi lội sẽ giúp hạn chế rủi ro này. Bé Cadis năm nay 7 tuổi đang học bơi. Kỹ năng này cần thiết với rất nhiều người. Và với Cadis, vốn bị hội chứng rối loạn phổi tự kỷ ASD, bơi lội tốt lại càng quan trọng hơn, giúp giảm rủi ro rất nhiều. Cháu bị hội chứng ASD thường không nhận thức được mối nguy hiểm. Bé sẽ đi thẳng từ thành hồ xuống mặt nước như thể trên đất bằng và bị chìm ngay xuống hồ. Các thầy thuốc cho biết trẻ bị rối loạn phổi tự kỷ ASD thường có tỷ lệ tử vong vì đuối nước gấp 3 lần trẻ bình thường. Hiện Cadis đang học những kỹ năng bơi cơ bản của Hiệp hội từ thiện Autism Swim. Việc dạy học sẽ trang bị cho trẻ bị rối loạn phổi tự kỷ kỹ năng bơi lội và giúp bé an toàn trong môi trường nước. Các bài học đều có tính trực quan cao, có những thiết bị đặc biệt để các em tập các kỹ năng cơ bản và các bài học diễn ra trong không khí vui nhộn. Học bơi trong không khí vui nhộn và những kỹ năng mà bé Cadis học được này, một ngày nào đó sẽ giúp em an toàn nếu bị rơi xuống nước. Mùa lễ Giáng sinh đã chính thức bắt đầu tại khu vực bờ Tây sau khi người giám hộ vùng đất thánh có chuyến thăm tới Bethlehem. Thị trấn này được biết đến như là nơi sinh của Chúa Giê-xu theo Thiên Chúa Giáo. Chuyến thăm của Đức cha Francesco Patton cũng đánh dấu mùa giọng, tức khoảng thời gian kéo dài 4 tuần trước lễ Giáng sinh. Nhiều tín đồ Thiên Chúa Giáo và người dân tại thị trấn Bethlehem đã có mặt để chào đón Đức cha Patton cùng với các thầy tế tới làm lễ tại nhà thờ Giáng sinh. Những người có mặt cũng đã bày tỏ mong muốn một mùa Giáng sinh an lành sẽ đến với khu vực bờ Tây cũng như khắp mọi nơi trên thế giới. Nhiều người cũng gửi đi thông điệp kêu gọi hòa bình cho thế giới nói chung cũng như cho những tín đồ Thiên Chúa đang sinh sống tại Bethlehem và Palestine.
Hơn 9,12 tỷ đô la Mỹ là số tiền mà người Mỹ đã chi mua trực tuyến trong ngày Black Friday 25 tháng 11 vừa qua, tăng 2,3% so với năm trước. Đây là một con số kỷ lục xét trong bối cảnh lạm phát và giá cả tăng cao hiện nay. Theo các báo cáo, doanh số bán hàng điện tử tăng cao nhất, gấp 2,2 lần so với mức mua sắm trung bình ngày của tháng 10. FIFA 23, game PlayStation 5, các thiết bị bay không người lái, điện thoại di động và MacBook của Apple đều bán rất chạy. Ngoài ra, các thiết bị âm thanh, đồ chơi và dụng cụ tập thể dục cũng thu hút khách, với doanh số đều tăng gấp đôi so với mức trung bình của tháng trước. Đáng lưu ý là phần lớn các đơn hàng đều được thanh toán bằng thẻ tín dụng theo hình thức dùng trước trả sau. Mặc dù vậy, các nhà bán lẻ vẫn kỳ vọng doanh số thương mại điện tử sẽ tiếp tục tăng mạnh trong 2 ngày cuối tuần và ngày mua sắm trực tuyến lớn nhất trong năm Cyber Monday, với doanh thu có thể lên tới 11 tỷ đô la. Trái ngược với dân Mỹ, người tiêu dùng Đức lại thắt chặt chi tiêu do ảnh hưởng của lạm phát và tác động từ khủng hoảng năng lượng. Theo một cuộc khảo sát gần đây, có tới 52% số người Đức được hỏi cho biết họ tiết giảm tối đa việc mua sắm, chỉ giữ lại những món đồ thiết yếu. Cuộc khảo sát với sự tham gia của 10.000 người tiêu dùng do nhóm nghiên cứu thị trường Nielsen IQ thực hiện trước mùa mua sắm Giáng sinh năm nay cho thấy 44% người Đức đã từ bỏ thú vui mua sắm xa xỉ. Hơn 31% cho biết họ ngừng thói quen đi ăn hàng và chuyển sang tự nấu nướng ở nhà. 30% thừa nhận phải tiết giảm mua sắm và chỉ 10% nói rằng giá cả tăng không ảnh hưởng đến thói quen mua sắm của họ. Các chuyên gia nghiên cứu thị trường cho rằng người dân Đức đang phải làm quen với việc tiết kiệm như tiết giảm mua sắm, so sánh giá cả và săn lùng hàng khuyến mãi. Đơn cử, thay vì mua bơ thường, một số người dân Đức chuyển sang dùng bơ thực vật hay dùng nước máy thay vì nước khoáng đóng chai. Mùa lễ hội cuối năm cũng là mùa hàng hóa dồi dào nhất. Các mẫu mã mới vào thời điểm này sẽ tạo dáng vẻ mới cho cả ngôi nhà, thậm chí là con người sống bên trong đó. Tuy nhiên, xu hướng năm nay cũng ảnh hưởng nhiều bởi lạm phát và tiết kiệm chi phí. Triển lãm nhà mẫu ở London năm nay có 600 doanh nghiệp tham gia. Những kiểu nội thất mới nhất được giới thiệu tại đây. Tạp chí Good Homes giới thiệu 4 mẫu phòng chủ đề Giáng sinh. Tất nhiên, màu sắc và đồ nội thất gia dụng trong đó mang đậm chủ đề hội hè. Đây là phòng viên ngọc Woodland, chủ đề Giáng sinh cổ điển, ấm áp như màu xanh navy, nhung, các vật liệu sợi, gỗ và thủy tinh và có cảnh giác vàng. Xu hướng 2022 với bàn tiệc là cái vòm phía trên, nó được đính các đồ trang trí và các loại đèn long lanh lễ hội. Giống như cổng chào Giáng sinh nhưng nó thu nhỏ và đặt trên bàn ăn của bạn. Vậy là vừa ăn vừa thưởng thức không khí và không gian Giáng sinh với cái vòm tuyệt đẹp này. Còn thời trang thì đã có các nhà mốt lo. Dịp Giáng sinh này, nhiều gia đình không thể bỏ qua set đồ cả nhà mặc chung. Hãy tưởng tượng những ngày lễ cuối năm, cả gia đình cùng lên đồ pyjama vào giờ đi ngủ thì chắc chắn sẽ rất ấn tượng. Vì đều là người một nhà mà. Núi lửa Villa Rica ở miền Nam Chile, một trong những ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất ở khu vực Nam Mỹ, đã bắt đầu phun khí và tro từ ngày 24 tháng 11. Cảnh báo thiên tai đã được ban hành ở các vùng xung quanh ngọn núi lửa này. Những hình ảnh từ drone ghi lại cho thấy, ngoài khí và các cột tro bụi, dung nham đã dâng lên gần đỉnh ngọn núi lửa. Các lần phun khí nóng và tro bụi kéo dài thành từng đợt, dung nham đã tạo thành hồ nhỏ bên trong miệng núi lửa. Hiện tượng phun khí và tro bụi đi kèm các tiếng nổ nhỏ, nhiệt độ ở miệng phễu núi lửa đã tăng dần trong những ngày gần đây. Chính quyền địa phương đã nâng cảnh báo thiên tai lên mức màu vàng tại các khu dân cư trong vùng và thiết lập vùng cách ly bán kính 500 mét xung quanh ngọn núi lửa này. Chile, tương tự như Indonesia, nằm trong dòng cung lửa Thái Bình Dương. Nước này hiện có khoảng 500 núi lửa đang hoạt động. Núi lửa Villa Rica nằm cách thủ đô Santiago de Chile khoảng 750 km về phía nam. Lần phun trào dung nham gần nhất của ngọn núi lửa này là vào năm 2015 và 2017. Nước nhiễm kim loại nặng, nitrit, nhựa, lốp xe và chất thải con người đã khiến cho Tacoles trở tại Costa Rica trở thành một trong những con sông ô nhiễm nhất Trung Mỹ. Mặc dù vậy, loài cá sấu bản địa vẫn sinh tồn nhờ năng lực tiến hóa rất đặc biệt. Theo Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế, hiện chỉ còn khoảng 5.000 cá thể cá sấu Trung Mỹ ở 18 quốc gia sau nhiều thập kỷ bị săn bắt và mất môi trường sống. Dù vậy, lượng cá sấu Trung Mỹ đã tăng lên trong những năm gần đây. Đặc biệt, quần thể 2.000 con cá sấu ở Costa Rica lại khỏe mạnh và tráng kiện, thích nghi với môi trường độc hại của sông Tacoles.
chúng dường như không bị ảnh hưởng vì khoảng 150 loại vi khuẩn mà giới khoa học đã phát hiện trong nước sông. Các nhà nghiên cứu xem cá sấu là quá thạch sống với khả năng sống sót trong điều kiện rất khắc nghiệt. Nhờ khả năng tiến hóa và điều kiện sinh lý, cá sấu có thể chống chịu ô nhiễm. Từ góc độ tiến hóa, chúng chẳng phải thay đổi gì và lại tự tái tạo sau một tai nạn. Theo Liên Hiệp Quốc, Costa Rica có những thành tích ấn tượng về môi trường. Tuy nhiên, luật không phải lúc nào cũng được áp dụng nghiêm ngặt như trường hợp của sông Tacoles, đặc biệt khi cá sấu cũng là điểm thu hút du lịch, mà càng nhiều khách đến, nguy cơ ô nhiễm lại càng tăng. Tiếp theo trong 60 giây. Tạm giữ hình sự tài xế lùi xe tải cán chết ba mẹ con đi xe máy ở Phú Yên. Tình trạng trộm cắp gia tăng trong mùa World Cup. Thưa quý vị, rạng sáng nay 27 tháng 11, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên cao tốc Nội Bài Lào Cai, đoạn qua huyện Trấn Biên, tỉnh Yên Bái. Một xe khách đã va chạm xe tải, khiến hai người tử vong và 5 người bị thương. Tại thời điểm trên, xe khách do Nguyễn Xuân Trường sinh năm 1978 trú tại Phú Thọ điều khiển, di chuyển theo hướng Lào Cai đi Nội Bài. Do không giữ được khoảng cách an toàn, đã đâm vào phía sau xe tải chạy cùng chiều. Hậu quả vụ tai nạn khiến tài xế xe khách Nguyễn Xuân Trường và phụ xe Giàng Sáu Quán sinh năm 1997 trú tại huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai tử vong tại chỗ. 5 người khác trên xe khách cũng bị thương. Được biết, vào thời điểm xảy ra tai nạn, trời có mưa, đường trơn. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, các lực lượng chức năng đã có mặt xử lý hiện trường, phân luồng giao thông. Nguyên nhân của vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ. Thông tin tiếp theo về vụ tai nạn giao thông ở Phú Yên khiến 3 người trong một gia đình tử vong mà 60 giây đã đưa tin. Công an thị xã Sông Cầu hôm nay cho biết đã tạm giữ hình sự đối với tài xế Trần Hữu Dương. Bước đầu, cơ quan điều tra nhận định Dương điều khiển xe tải chạy lùi không đúng quy định, không quan sát khả năng nguy hiểm ở phía sau và không có người trợ giúp hướng dẫn lùi xe. Ba nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn được xác định là người thân cùng một gia đình, gồm bà NTT sinh năm 1981, là mẹ ruột của NDK sinh năm 2005 và NXN sinh năm 2016 cùng trú tại xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Sáng 27 tháng 11, Ban An toàn Giao thông tỉnh Phú Yên đã có báo cáo gửi Ban An toàn Giao thông Quốc gia về vụ tai nạn, đồng thời đến thăm hỏi và hỗ trợ mỗi trường hợp tử vong 5 triệu đồng. Thi thể các ba nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình mai táng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên đã mời tài xế gây tai nạn là Trần Hữu Dương sinh năm 1987, trú tại huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai đến làm việc. Dương khai dừng xe đột ngột để lùi lại lấy điện thoại. Trước đó, như 60 giây đã đưa tin, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 26 tháng 11, trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, ô tô tải do Dương điều khiển đã lùi xe và va chạm với xe máy, khiến ba mẹ con đi xe máy tử vong tại chỗ. Một vụ giết người đã xảy ra vào tối qua 26 tháng 11 tại xã An Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Sáng nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre đã tạm giữ hình sự đối với nghi phạm Mai Hoàng Phú, sinh năm 1998, ngụ ở địa phương. Theo Công an, trưa ngày 26 tháng 11, Mai Hoàng Phú cùng với nhóm bạn đến nhậu tại một quán nằm ở ấp An Lợi, xã An Thủy. Trong bàn nhậu có anh Ngô Văn Hậu, sinh năm 1987, cùng ngụ tại địa phương. Khi cả nhóm định đến quán khác để nhậu tiếp thì anh Hậu không đi. Đến khoảng 19 giờ, Phú trở lại quán trên và gặp anh Hậu. Hai bên xảy ra cự cãi, xô xát. Phú lấy cây kéo trong quán đâm nhiều nhát vào người Hậu. Mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu, tuy nhiên Hậu đã tử vong. Sau khi vụ việc xảy ra, Mai Hoàng Phú đã đến cơ quan công an đầu thú. Vụ con trai đánh chết mẹ ruột ở Đồng Nai hôm 18 tháng 11 đã khiến nhiều người phẫn nộ. Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam đối tượng này để điều tra về hành vi giết người. Kẻ tán tận lương tâm này là Nguyễn Thanh Tùng, 49 tuổi, ngụ phường An Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Trước đó, vào tối ngày 18 tháng 11, sau khi cãi vã, Tùng đã dùng một cây gậy kim loại đánh liên tiếp vào đầu mẹ ruột của mình là bà Nguyễn Thị Liêm, 69 tuổi. Sau đó, Tùng đi ngủ. Đến rạng sáng ngày 19 tháng 11, Tùng dậy phát hiện bà Liêm đã tử vong nên kéo xác bà ra phía sau vườn cất giấu. Đến 9 giờ sáng cùng ngày, Tùng đã báo cho gia đình về vụ việc. Theo thông tin ban đầu, khi Tùng ăn nhậu say về bị mẹ mắng nên đã ra tay đánh mẹ. Trong những ngày này, khi mọi người tập trung xem bóng đá cũng là lúc tình trạng trộm cắp gia tăng. Lợi dụng sơ hở, một số đối tượng đột nhập vào các quán cà phê, cơ sở kinh doanh để trộm cắp tài sản. Ghi nhận tại Bình Phước.
Rạng sáng nay 27 tháng 11, tại quán cà phê ở thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, lợi dụng chủ quán và khách xem bóng đá, một đối tượng đã đột nhập bẻ khóa chiếc xe máy dẫn ra ngoài. May là chủ quán phát hiện truy hô, đuổi theo nên đối tượng bỏ lại tang vật tẩu thoát. Cũng trong thời điểm này, một đối tượng đã cậy cửa cơ sở kinh doanh ở huyện Đồng Phú do anh Lê Đức Anh làm chủ, trộm cắp điện thoại và các thiết bị di động trị giá hơn 70 triệu đồng. Hình ảnh vụ trộm cũng đã được camera an ninh ghi lại. Người dân và các cơ sở kinh doanh, đặc biệt là quán có phục vụ xem bóng đá, cần nâng cao cảnh giác, trông coi tài sản cẩn thận, không tạo điều kiện cho kẻ gian ra tay. Nhiều lần đột nhập vào nhà hàng xóm trộm cắp tài sản, một đối tượng đã bị công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang khởi tố và bắt giam. Bị can là Nguyễn Văn Thiệu, sinh năm 1990, cư trú xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, tháng 9 năm nay, do không có tiền tiêu xài nên Thiệu nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Thiệu theo dõi gia đình của ông Trịnh Văn Cước là hàng xóm nhà sát bên. Lợi dụng khi nhà ông Cước không có ai ở nhà, Thiện nhiều lần đột nhập vào và lấy trộm tài sản như vật dụng sinh hoạt gia đình, ba motor điện, dây điện. Sau khi ông Cước trình báo, công an đã điều tra và mời Thiệu lên trụ sở để làm việc. Tại đây, Thiệu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Trong đợt cao điểm trấn áp tội phạm trước Tết Nguyên đán, Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai vừa phát hiện một điểm sang chiết khí ga ở xã Long Phước, thu giữ nhiều tang vật có liên quan. Đây là bãi đậu xe do bà V, 34 tuổi, quê tỉnh Bình Phước làm chủ, ông Nguyễn Tiến Ngọc, 42 tuổi quản lý và ông Lương Thế Vinh, 46 tuổi được thuê trông coi. Khi kiểm tra, lực lượng công an phát hiện 352 giỏ bình ga loại 12 kg, 246 bình có chứa ga loại 12 kg nhưng không có màn co niêm phong của các nhãn hiệu, 3 giỏ bình nhãn hiệu PI loại 45 kg. Ngoài ra, tổ kiểm tra còn phát hiện 632 niêm màn co của các nhãn hiệu chưa qua sử dụng và một dụng cụ để chiết nạp khí ga từ xe bồn vào bình. Số ga do ông Vinh chiết nạp trái phép được đưa đến 3 cửa hàng ở huyện Long Thành và huyện Vĩnh Cửu để tiêu thụ. Khi kiểm tra 3 cửa hàng trên, công an thu giữ 153 bình ga các loại. Các chủ cơ sở trên đều khai nhận mua của Nguyễn Tiến Ngọc và Lương Thế Vinh. Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh, làm rõ. Tin cập nhật. Philippe Auger-Aliassime đưa tuyển Canada bước vào trận chung kết Davis Cup lần thứ 2. Xe đầu kéo tông sập nhà dân nằm ven quốc lộ 1, tỉnh Bình Thuận. Tin mới nhận, tại Hàn Quốc, một máy bay trực thăng đã rơi và bốc cháy gần một ngôi đền tại tỉnh Gangwon. Ít nhất 5 người thiệt mạng. Sự việc xảy ra tại huyện Yangjiang, tỉnh Gangwon, thuộc vùng ven biển phía miền đông Hàn Quốc vào khoảng 10 giờ 50 sáng nay theo giờ địa phương. Cơ quan cứu hỏa đã triển khai 2 máy bay trực thăng và các đội phản ứng nhanh tại khu vực xảy ra tai nạn. Sau khi dập tắt đám cháy, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 5 thi thể của các nạn nhân. Chiếc trực thăng này do chính quyền 3 địa phương thuê chung đang tiến hành các hoạt động chống cháy rừng thì gặp nạn. Thưa quý vị, thông tin từ Công an huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cho biết, trưa nay, các cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ xe đầu kéo tông sập nhà dân nằm ven quốc lộ 1. Xe đầu kéo kéo theo rơ móc, lưu thông theo hướng Bắc Nam trên quốc lộ 1. Khi qua địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, xe đầu kéo bất ngờ lao lên lề, chạy vào sân nhà của người dân rồi lật nghiêng. Dù việc khiến ngôi nhà và cả tường rào bị sập. May là thời điểm xảy ra tai nạn, không có người trong nhà nên không có thương vong. Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã có mặt tại hiện trường, huy động 2 xe cẩu đến nơi xử lý chiếc xe bị lật, đồng thời đánh giá thiệt hại của người dân để làm cơ sở xử lý. Quý vị vừa theo dõi xong chương trình 60 giây chiều Chủ nhật. Ngày mai vào lúc 6 giờ 30 phút, những thông tin mới sẽ tiếp tục được cập nhật trong chương trình 60 giây sáng. Quý vị đừng bỏ lỡ nhé. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.